Khi nói về Việt Nam, người Philippines chia sẻ: Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất mà chúng tôi thân thiện. Người Mỹ đã tẩy não chúng tôi rằng tất cả cộng sản đều xấu xa, nhưng điều đó khó xảy ra với Việt Nam. Trong khi một người Thái Lan phát biểu: Việt Nam là đối thủ của chúng tôi. Chúng tôi ganh đua với Việt Nam về nhiều mặt, từ thể thao đến mọi thứ chúng tôi có thể nghĩ ra. Vậy các quốc gia Đông Nam Á đang nhìn nhận nhau như thế nào trong hiện tại? Mời bạn cùng tiếp tục lắng nghe quan điểm từ những con người cụ thể, đánh giá về hàng xóm của mình trong khối ASEAN. Tuy đây chỉ là những góc nhìn cá nhân, song nó nhận được nhiều sự đồng thuận nhất từ cộng đồng và có thể coi là cái nhìn tương đối giữa người dân các nước trong khu vực Đông Nam Á với nhau. Đầu tiên là góc nhìn từ Thái Lan. Nói chung, người Thái chúng tôi yêu quý các anh chị em ASEAN và luôn muốn nói những điều tốt đẹp về họ. Nói về chính quốc gia mình đang sống, người Thái, ngoại trừ những người theo chủ nghĩa dân tộc, sẽ không đánh giá cao về bản thân. Chúng tôi yêu văn hóa, truyền thống và cách sống của chúng tôi. Chúng tôi chấp nhận những lời chỉ trích về người Thái, bởi vì đất nước của chúng tôi không hoàn hảo và chúng tôi nên học hỏi từ những người khác. Philippines. Philippines là đất nước thực sự tốt đẹp. Họ thật đồng hậu, họ có tính cách dễ gần và sôi nổi của người dân đảo nhiệt đới. Giáo viên dạy tiếng Anh ở Thái Lan thường là người Philippines. Họ dạy tiếng Anh tốt hơn nhiều so với bất kỳ người nước ngoài nào, bởi vì chúng tôi có nền văn hóa thân thuộc, có thể nói là ít rào cản văn hóa hơn so với người Úc hoặc Mỹ. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với một chút phân biệt đối xử vì họ không phải là người da trắng. Ngoại hình của người Thái và Philippines rất giống nhau. Điều này thật kỳ lạ nếu xét về khoảng cách địa lý giữa chúng tôi. Họ nổi tiếng là đáng ghét và xấu xa trong các trò chơi trực tuyến, thường xuyên nói những câu như Putang Inamo trong game online. Trong các cuộc thi sắc đẹp, người Thái và người Philippines chúng tôi còn tranh cãi gay gắt hơn nữa. Nhưng dù sao, chúng tôi là một phần của Seattle và bây giờ là ASEAN, luôn vui mừng khi có họ ở bên. Chúng tôi đã đổ máu cùng nhau trong chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam. Trong chiến tranh Triều Tiên, người Mỹ gọi lính Thái Lan là những chú hổ con, trong khi họ được gọi là chiến binh Philippines. Myanmar. Cách Thái Lan nhìn Myanmar khá khác nhau, tùy thuộc vào khoảng thời gian chúng ta nói tới. Vào những năm 70, người Miến Điện nghĩ Thái Lan là những người giàu có bẩn thỉu và băng hoại về mặt đạo đức, trong khi người Thái cho rằng Miến Điện là những người nghèo, thích làm chuyện phạm pháp khi không có ai để ý. Tuy nhiên giờ đây, người Thái nói chung có cái nhìn tích cực về người Miến Điện nhờ tình yêu mới của chúng tôi đối với hội nhập Đông Nam Á. Cách nhìn khá giống với cách người Đức nhìn người Ba Lan. Người Miến Điện có lẽ là một trong những dân tộc ASEAN được biết đến nhiều nhất ở Thái Lan. Cứ 5 lao động nhập cư thì có 4 là người Miến Điện. Hầu hết họ làm những công việc được trả lương thấp như lao công và giúp việc nhà. Mặc dù bây giờ, nhiều người Miến Điện đang làm những công việc được trả lương cao hơn. Vì lý do này, họ được đánh giá là rất chăm chỉ, siêng năng, trung thực và được coi là tốt hơn nhiều so với lao động người Lào và Campuchia. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho người dân Miến Điện. Họ có rất nhiều dân tộc thiểu số để thống nhất và có một nhà lãnh đạo dũng cảm, lôi cuốn và giàu lòng nhân ái như Aung San Suu Kyi. Cuộc đấu tranh của bà để mang lại dân chủ cho Myanmar cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người dân Thái Lan và thế giới. Nước Lào. Lào có lẽ là nước láng giềng gần gũi nhất về văn hóa. Người dân Lào tốt bụng và thân thiện, phụ nữ Lào khá nổi tiếng. Tuy nhiên lịch sử gần gũi không phải lúc nào cũng tốt. Lào bây giờ từng là một phần của Simla, nhưng chúng tôi đã bán cho người Pháp để họ ngừng làm phiền Thái Lan. Trong chiến tranh Việt Nam, chế độ quân chủ Lào vốn có quan hệ mật thiết với chế độ quân chủ Thái Lan, đã bị Pathet Lào lật đổ giữa lúc hỗn loạn. Thời hậu chiến, Lào tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ với Việt Nam. Chỉ sau năm 1990, Lào và Thái Lan mới nối lại tình hữu nghị cũ. Tiếng Thái và tiếng Lào có quan hệ gần gũi với nhau. Người Lào có thể nghe hiểu tiếng Thái, nhưng người Thái thật khó để hiểu tiếng Lào. Cho nên mới có câu nói đùa rằng tiếng Lào là tiếng Thái giản thể, còn tiếng Thái là tiếng phồn thể. Những người từ Isan vùng Đông Bắc Thái Lan có cảm tình sâu đậm với người anh em Lào, phương ngữ khu vực của họ khá tương đồng với tiếng Lào. Campuchia. Quan hệ Thái Lan-Campuchia khá căng thẳng vào những năm 2000. Không có gì bí mật rằng Thái Lan trong những năm này đã lên kế hoạch chống lại một cuộc xâm lược hoặc xung đột biên giới giả định từ Campuchia. Campuchia đã gây chú ý khi một người theo chủ nghĩa dân tộc Khmer tung tin rằng Thái Lan tuyên bố Angkor Wat là của người Thái. Điều này đã bùng nổ thành một cuộc bạo động quy mô lớn. Người dân Campuchia đột kích vào Đại sứ quán Thái Lan, đốt cờ Thái và đốt ảnh vua Phumifol, khiến Thái Lan vô cùng tức giận. Mặc dù hiện tại mối quan hệ hầu như đã ổn định, nhưng vẫn có một vài trục trặc. Người Thái có cái nhìn tiêu cực về Campuchia bởi các vấn đề lịch sử, như đền Pravihir và các điệu múa truyền thống chẳng hạn. Những người theo chủ nghĩa dân tộc Khmer tuyên bố
mọi thứ trong văn hóa Thái Lan đều là của họ. Người Thái cũng không hài lòng khi lao động nhập cư Campuchia đang tham gia vào các hành động tội phạm và một số khác lại đến Thái Lan làm ăn xin trên đường phố. Tóm lại, Campuchia không nhất thiết phải có hình ảnh hoàn hảo, nhưng tôi tin rằng chúng ta có khả năng nhìn nhận nhau tốt hơn. Thái Lan và Campuchia hiện đang tăng cường hợp tác kinh tế cũng như trao đổi giao lưu, và chúng tôi hy vọng điều này sẽ nảy nở thành tình hữu nghị chân chính như Pháp và Đức. Việt Nam, các đối thủ của chúng ta sẽ sớm vượt qua chúng ta. Trong chiến tranh lạnh, mối quan hệ giữa hai nước là đối kháng. Việc lật đổ chế độ quân chủ Lào và Khmer Đỏ được Thái Lan coi là Việt Nam đang áp sát chúng tôi, tìm cách tiêu diệt đất nước và lối sống của chúng tôi bằng chủ nghĩa cộng sản như hiệu ứng domino. Nhưng hóa ra, sau khi Trung Xô chia rẽ, quân cờ domino đã bị chặn lại ở biên giới Thái Lan. Cảm giác không tin tưởng lẫn nhau bắt đầu được thay thế bằng cảm giác tôn trọng. Những người Việt Nam mà tôi tiếp xúc bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các chính sách sáng suốt của Thái Lan trong việc tránh thực dân hóa mà không cần nổ súng. Trong khi chúng tôi tôn trọng Việt Nam vì đã đứng vững trước các cường quốc lớn như Mỹ và Trung Quốc, mặc dù thực tế chúng tôi là kẻ thù của họ trong giai đoạn đó. Hiện nay, Việt Nam thường được sử dụng như một ví dụ về tăng trưởng kinh tế vượt bậc nếu chính phủ của chúng tôi cũng hoạt động hiệu quả. Mọi người thường lấy Việt Nam làm ví dụ khi họ muốn chỉ trích các chính sách của chính phủ. Việt Nam ngày xưa nghèo, nhưng giờ họ hơn chúng ta, chính phủ đang làm cái quái gì vậy? Tôi cũng thích ảnh hưởng của Pháp ở Việt Nam, thể hiện ở món bánh mì, món bánh làm tôi liên tưởng đến baguette của Pháp. Các thành phố như Đà Lạt, Sài Gòn và Hà Nội vẫn tuyệt vời trong phong cách kiến trúc Pháp độc đáo, với mái vòm cao, ban công, cột trụ và sự đối xứng đẹp mắt. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là một ví dụ rõ ràng nhất. Các cô gái Việt Nam cũng rất được lòng các chàng trai Thái Lan, bởi làn da trắng cộng với ngoại hình Trung Quốc. Người Việt Nam sôi nổi hơn, trong khi người Thái thoải mái hơn, vì vậy chúng ta bổ sung cho nhau rất tốt. Dù sao cũng chúc anh chị em Việt Nam nhiều may mắn. Nếu Việt Nam thịnh vượng, cả Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi. Indonesia, thành viên đông dân nhất ASEAN. Một đất nước rộng lớn với rất nhiều hòn đảo, cùng những con người thân thiện và sôi nổi. Người Thái thấy thú vị là trong quan điểm của người Indonesia, tiếng Thái nghe buồn cười và như kiểu tiếng Bahasa nói ngược lại. Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ biết rằng Indonesia trông rất giống với Thái Lan. Indonesia có những bãi biển và hòn đảo tuyệt vời. Tệ nhất là người Thái khá thờ ơ với người Indonesia. Mọi người có thể nghĩ rằng họ là phiên bản lớn hơn của người Malaysia, những người cũng theo đạo Hồi, không ăn được thịt lợn, không thích LGBT v.v. Và sự kình địch trong bóng đá của chúng ta cũng vậy. Mặc dù tôi nghe nói phía Indonesia đánh giá cao đội Thái Lan, nhưng chúng tôi lại coi Việt Nam mới là đối thủ xứng tầm của mình. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thi đấu tốt và hãy biến nó thành một cuộc cạnh tranh lành mạnh. Malaysia hàng xóm thân thiết ở phía dưới chúng tôi. Người Thái Lan không thực sự nghĩ về Malaysia quá nhiều. Họ giống như người hàng xóm mà bạn không hay nói chuyện vì họ có nền văn hóa thực sự khác biệt, không giống như Lào, Campuchia và Myanmar. Malaysia giống như là một quốc gia hỗn hợp của người Mã Lai, người Hoa và người Tamin, nhưng nhiều người trong số họ dường như giữ nó trong phạm vi sắc tộc của mình. Điều này khá buồn vì tôi nghĩ rằng nền văn hóa hỗn hợp Trung Quốc, Tamin và Mã Lai sẽ thực sự thú vị để chiêm ngưỡng. Về mặt kinh tế, chúng tôi làm ăn với họ rất nhiều. Do GDP bình quân đầu người cao hơn một chút nên họ có mức lương cao hơn, ổn định chính trị hơn và nhiều cơ hội kinh tế hơn. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một đất nước tốt đẹp để sống, nhưng giá bất động sản và tiền thuê nhà dường như khá đắt đỏ. Singapore. Tượng sư tử Merlion là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi nhắc đến Singapore. Một đất nước giàu có, các sòng bạc và phim trường Universal Studios v.v. Họ rất tôn trọng pháp quyền, điều đó khiến Singapore trở thành một quốc gia an toàn, dễ dự đoán và tuyệt vời cho hoạt động kinh doanh. Mọi người luôn nói rằng sự lãnh đạo của Lý Quang Diệu đã khiến Singapore thành công như ngày nay. Nhưng tôi nghĩ, một đất nước được tạo thành từ những người dân của nó. Do đó, chính bản chất chăm chỉ và đầy tham vọng của người dân Singapore, cộng với nhà lãnh đạo có tầm nhìn, đã biến một hòn đảo toàn đầm lầy trở thành một quốc gia thành bang thịnh vượng. Người Singapore nên tự hào vì điều đó. Về mặt văn hóa, Singapore là sự pha trộn của Anh Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Mã Lai, thậm chí là cả Nhật Bản và Úc. Bạn có thể tìm thấy các món ăn phong phú, được phản ánh bởi các nền văn hóa đa dạng trên đường phố, với những hàng người dài đông đúc từ các chủng tộc khác nhau dưới một quốc tịch chung. Brunei. Mọi người hiếm khi có một hình ảnh về đất nước này, thật đáng buồn. Brunei có thể gợi cho tôi về các quốc gia như kiểu Qatar, với một vị quốc vương siêu giàu. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, ở đó chẳng có gì để làm, nên họ vượt biên sang Malaysia vui chơi thường xuyên.
Và đây tiếp tục là quan điểm của một người Thái Lan khác, nước Lào. Đó là người anh em của chúng tôi, với một số vấn đề nội bộ gia đình. Campuchia, hàng xóm của chúng tôi, luôn cố gắng lợi dụng chúng tôi. Malaysia, láng giềng của chúng tôi. Brunei, bạn của những người bạn. Indonesia, người bạn đáng tin cậy. Philippines, một người bạn của những người bạn, luôn bàn tán về chúng tôi. Singapore, một người bạn tốt và giàu có. Myanmar, kẻ thù của ông bà chúng tôi, nhưng giờ là bạn bè cùng có lợi. Việt Nam, đối thủ của chúng tôi. Chúng tôi ganh đua với Việt Nam về nhiều mặt, từ thể thao cho đến mọi thứ chúng tôi có thể nghĩ ra. Góc nhìn từ một người Singapore. Campuchia. Campuchia là đất nước có nhiều công trình kiến trúc đẹp và cổ kính, một quá khứ đau buồn vì nạn Khmer Đỏ, nhưng hiện giờ đang hồi phục. Singapore muốn đầu tư rất nhiều vào Campuchia và những người trẻ tuổi thích đến đó để làm từ thiện. Gần đây, Campuchia cũng trở thành một trong những địa điểm tuyệt vời cho du khách ba lô Singapore. Lào. Tôi chưa thực sự du lịch hay đọc nhiều tài liệu về đất nước này. Những gì tôi biết là họ bị mắc kẹt giữa Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc, nơi người bạn tốt nhất của họ là Trung Quốc. Ngoài ra, Lào không thể tiếp cận với đại dương, nên khó khăn trong việc giao thương. Myanmar. Một nơi tuyệt vời để đi du lịch, tôi thích Myanmar trong lần gần nhất tôi đến đó. Myanmar là nơi duy nhất ở Đông Nam Á mà tôi phải xin thị thực nhập cảnh. Myanmar có những ngôi đền rất đẹp và mọi người đều thân thiện. Đáng buồn thay, đa số người Singapore thấy đất nước này nguy hiểm vì nó vẫn đang phải đối mặt với các vấn đề chính trị. Malaysia. Malaysia là nơi mà chúng tôi có thể phóng với tốc độ hơn 100 km/h trên chiếc ô tô của mình. Chúng tôi ngưỡng mộ sự cân bằng giữa kinh tế và cuộc sống của họ, bởi vì người Singapore là những người nghiện công việc. Chúng tôi rất gần gũi với Malaysia, tôi có thể ném một viên sỏi và nó sẽ trúng một người Malaysia khác ở Singapore, theo đúng nghĩa đen. Người Malaysia thích đến Singapore và làm việc vì tiền bạc. Đối với tôi, người Malaysia dễ gần và dễ bắt chuyện hơn so với chính người Singapore. Ngoài việc luôn đến Malacca, Kuala Lumpur, Johor Bahru và cao nguyên Genting, chúng tôi xin lỗi vì đã luôn mua rất nhiều đồ ăn và xăng dầu trước khi trở về Singapore. Việc chúng tôi mua số lượng lớn hàng hóa cuối cùng đã khiến Johor Bahru trở thành một nơi đắt đỏ với người dân địa phương. Chúng tôi cũng cảm thấy tiếc cho người Malaysia về các bộ trưởng của họ. Nhưng đừng quên, chúng ta làm việc cùng nhau để ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra như con Frantasi trong quá khứ. Indonesia. Indonesia đối với hầu hết người Singapore có thể là Batam hoặc Bintan, hai hòn đảo nằm kế bên chúng tôi. Đó là một nơi tuyệt vời với sự đa dạng của thiên nhiên cũng như văn hóa. Indonesia là một đất nước rộng lớn và có rất nhiều tiềm năng. Trước đây họ ghét người Hoa, họ coi tất cả người Hoa là cộng sản nên đã gây ra nhiều vụ thảm sát. Nhưng bây giờ, đây là một nơi yên bình cho khách du lịch. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cảm thấy một số khu vực của Indonesia khá nguy hiểm khi cướp giật và lừa đảo phổ biến. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy buồn cho Indonesia. Ở một số vùng, nhiều người phải làm việc trong điều kiện cực kỳ tồi tệ cho các tập đoàn lớn. Đông Timor. Ở Đông Timor, tôi nghe những câu chuyện từ người dân địa phương về cách Indonesia cướp đi tự do của họ và cách nước Úc làm việc với chính phủ Indonesia chỉ vì dầu mỏ. Không có nhiều người Singapore đến thăm khu vực này, nhưng với tôi, đây là đất nước cần được giúp đỡ nhiều hơn so với Lào hay Campuchia. Tôi thực sự hy vọng họ có thể phục hồi và trở thành một quốc gia phát triển vì người dân ở đó còn rất nhiều mục tiêu dang dở. Việt Nam. Một trong những người bạn tốt nhất của chúng tôi về du lịch, thương mại và văn hóa. Nhiều người Singapore yêu thích món ăn và con người Việt Nam. Người dân ở đây thân thiện và dễ mến, nhưng có một số trường hợp cướp giật và lừa đảo khi họ nhận ra bạn đến từ Singapore. Rất nhiều công ty Singapore đầu tư vào Việt Nam giúp xây dựng các tòa nhà, thương cảng mới nhất. Lịch sử Việt Nam có nhiều điều thú vị, từ cuộc xung đột với Trung Quốc đến cuộc chiến với Hoa Kỳ. Nơi tôi ngưỡng mộ người dân Việt Nam vì có ý chí chiến đấu chống lại nước lớn để giành tự do cho mình. Trong số các nước Đông Nam Á, tôi thấy Việt Nam là một trong những quốc gia thú vị nhất để tìm hiểu. Cũng có nhiều người Singapore đến tìm vợ ở Việt Nam bởi phụ nữ ở đó tốt bụng và dịu dàng hơn so với các cô gái Singapore. Gần đây, nhiều trường học ở Singapore đến các khu vực nông thôn Việt Nam để dạy tiếng Anh hoặc xây dựng hệ thống thoát nước. Thái Lan. Một địa điểm tuyệt vời để ghé thăm, nơi tốt nhất ở Đông Nam Á để du lịch. Người Singapore cũng rất yêu quý người Thái. Điều đó cũng có thể miêu tả Thái Lan là một trong những người bạn tốt nhất
mà chúng tôi sẵn sàng tặng chiến đấu cơ F-16 cho họ. Đồ ăn ngon, phố đêm lộng lẫy, khu vực lặn biển đẹp cùng vô số phong cảnh tuyệt vời. Khác với Malaysia, người Singapore đi du lịch rất nhiều đến Thái Lan, nơi một số bạn bè của tôi sẽ đến đó mỗi tháng một lần. Thái Lan cũng giống như Việt Nam, nơi có nhiều người Singapore thích kết hôn với họ vì sự tốt bụng và dịu dàng. Philippines, một đất nước từng giàu có cho đến khi chiến tranh xảy ra. Bây giờ, bộ máy chính phủ chứa đầy quan chức tham nhũng. Một số người Philippines hiểu biết, nhưng có một số người quá kiêu hãnh để đối mặt với thực tế. Đừng nhầm lẫn, có nhiều người Philippines sẽ bảo vệ niềm tự hào đất nước của mình, như bạn có thể thấy trên các mạng xã hội. Nhưng cũng có không ít người Philippines biết rằng những lời chỉ trích là đúng và mong muốn giúp thay đổi đất nước của họ. Tôi nghĩ Philippines có thể lấy lại hình ảnh như trong quá khứ nếu hầu hết mọi người chấp nhận tình hình hiện tại và thay đổi thay vì cứ suốt ngày tự hào Philippines trên Internet. Philippines là một đất nước thực sự tuyệt vời, cả con người lẫn thiên nhiên. Nếu loại bỏ được nạn tham nhũng và sự kiêu ngạo thái quá, họ có thể trở thành một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới. Góc nhìn từ người Philippines. Indonesia, người anh trai theo đạo Hồi của chúng tôi. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả văn hóa và ẩm thực bản địa của chúng tôi đều dựa trên văn hóa của họ, mặc dù đã được biến đổi. Tuy nhiên, bạn có thể gọi văn hóa của chúng tôi là văn hóa Lai Căng, do chúng tôi đào sâu ý tưởng từ người anh trai mình. Người Hồi giáo ở Indonesia không thực sự coi trọng niềm tin của mình, giống như cách những người theo đạo Cơ Đốc chúng tôi không có xu hướng coi trọng tất cả. Quốc kỳ của họ là một điều kỳ lạ đối với người Philippines. Chúng tôi thường không chắc chắn đó là lá cờ Ba Lan, Monaco hay là Indonesia. Indonesia rộng lớn và có quân đội mạnh nhất trong số các anh em gốc Mã Lai. Hiện nay, chúng tôi đang gây áp lực buộc Indonesia phải bán cho chúng tôi công nghệ vũ khí của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn tâng bốc họ trước. Indonesia có đường biên giới trên biển huyền thoại. Khi Philippines chúng tôi tự hào vì mình là quốc gia quần đảo, thì chúng tôi lại được nhắc nhở rằng còn có Indonesia. Indonesia đang trên đường trở thành một cường quốc trong khu vực, nhưng đối với người Philippines, họ không giống như vậy. Có lẽ vì bản chất vô tư của họ, họ là một quốc gia hạnh phúc, may mắn và dường như hài lòng với vị trí của mình. Chỉ có thời gian mới cho biết liệu Indonesia sẽ làm gì nếu họ được nếm mùi quyền lực. Malaysia. Malaysia cũng là một người anh em Hồi giáo của chúng tôi. Văn hóa của Malaysia tương tự như văn hóa của Indonesia, hầu như không có bất kỳ khác biệt nào. Người Philippines chúng tôi sẽ rất khó để phân biệt hai quốc gia này. Người Malaysia khá nghiêm túc và tập trung. Họ nhiệt tình đến mức khiến chúng tôi phát hoảng. Họ làm việc, cầu nguyện, ngủ, rồi bắt đầu lại chu kỳ đó hàng ngày. Nhưng tất cả không phải là vô ích. Trong số các anh em Mã Lai, Malaysia là nước phát triển nhất. Malaysia bị ám ảnh bởi cái đẹp. Tôi nghĩ họ có vấn đề về sự phù phiếm hay chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Từ sân bay, trung tâm thương mại, căn hộ, khách sạn, đền thờ, đến các khu vườn, lúc nào cũng phải hấp dẫn, mọi thứ đều phải đẹp. Philippines và Indonesia hầu như không quan tâm vì chúng tôi quá thực tế so với tất cả những thứ phù phiếm đó. Malaysia và Indonesia không thích nhau cho lắm, chúng tôi không biết tại sao. Nó sẽ vẫn là một bí ẩn đối với người Philippines. Brunei, vâng, lại một người anh em Hồi giáo nữa của chúng tôi. Tuy nhiên, anh chàng này ở đây im lặng đến nỗi, người Philippines chúng tôi luôn quên rằng Brunei có tồn tại. Chúng tôi không nhận được tin tức gì từ họ cả. Chúng tôi thậm chí không biết họ đang làm gì để kiếm sống, họ như thế nào, họ yêu hay ghét điều gì và họ khao khát điều gì. Brunei có thể nói là người họ hàng mà bạn không biết. Khi có một cuộc họp mặt gia đình, bạn sẽ kiểu, mày là thằng quái nào vậy? Người Philippines chỉ biết là Brunei giàu có bẩn thỉu, chính xác là giàu nhờ dầu mỏ. Họ sống gần chúng tôi, nhưng họ hầu như không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Họ được gọi là một vương quốc. Họ có một chế độ quân chủ hào nhoáng, quốc gia của họ nhỏ bé nhưng khá hiệu quả. Mặc dù anh chàng này im lặng, nhưng Brunei thật điên rồ. Họ khá sốt sắng với Hồi giáo, đó là do imam của họ đã tẩy não một số người ngu ngốc nghĩ rằng trở thành kẻ khủng bố là tuyệt vời. Ví dụ quân đội khủng bố Abu Sayyaf nằm giữa Philippines và Malaysia. Thế nên, đừng bao giờ tin những người quá im lặng. Việt Nam. Thật đáng ngạc nhiên, Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất mà Philippines thân thiện. Người Mỹ đã tẩy não chúng tôi rằng tất cả cộng sản đều xấu xa, nhưng điều đó khó xảy ra với Việt Nam. Bạn có thể thấy, vì Philippines đã gián tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam, chúng tôi biết rất nhiều. Chúng tôi biết rằng Việt Nam đã bị hiểu lầm, thao túng và lạm dụng. Chúng tôi cũng có rất nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, ước mơ, đam mê, sở thích và những vấn đề rắc rối khác.
Điểm chung thực sự của chúng tôi là tìm ra chúng tôi là ai. Chúng tôi có vấn đề về bản sắc. Việt Nam không muốn bị gắn mắc Trung Quốc, vì vậy Việt Nam cố gắng sửa đổi văn hóa của họ. Chúng tôi cũng vậy, những người muốn lấy lại di sản Mã Lai của mình. Nhưng người Tây Ban Nha, người Mỹ và người Nhật đã phá hủy các di tích lịch sử của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi rất thông cảm với Việt Nam. Ngoài ra, vị trí địa lý của Việt Nam thật kỳ lạ, nó quá mỏng. Chúng tôi luôn tự hỏi bằng cách nào mà họ có thể làm cho nó hoạt động. Chắc chắn họ kết nối bằng tàu hỏa rồi, tuy nhiên trên bản đồ, trông nó vẫn thật kỳ lạ. Thái Lan. Thái Lan là người mà chúng tôi thầm khao khát một ngày nào đó sẽ trở thành. Hãy đối mặt với điều đó, văn hóa của chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì, ẩm thực của chúng tôi xoay quanh văn hóa nông dân. Lịch sử của chúng tôi bị lãng quên và chính phủ không ấn tượng bằng Thái Lan. Có một vị vua còn sống khiến bạn cảm thấy mình giống như một bông tuyết đặc biệt. Người Thái thích cười và luôn cười. Điều mà nếu nhìn ở một góc độ khác, bạn có thể lầm tưởng họ bị mất trí. Thái Lan cũng rất khoa trương, tất cả các tòa nhà của họ đều bóng loáng. Họ thích khoe mẽ và cũng có rất nhiều người đẹp đồng tính. Vị trí địa lý của họ cho phép họ được kết nối với 4 quốc gia. Chúng tôi cũng nhận được một số tin đồn rằng họ đang âm thầm hủy hoại Singapore bằng cách xây dựng kênh đào xuyên Thái Lan, biến eo biển Malacca trở nên lỗi thời trong tương lai. Singapore là một gã nhà giàu hư hỏng, thích phô trương sự giàu có của mình và thể hiện nó trên mạng để không chỉ khiến chính họ cảm thấy hài lòng, mà còn khiến người khác cảm thấy tồi tệ về bản thân. Họ có phức cảm ưu việt vì họ tin rằng họ tốt hơn những người còn lại trong chúng ta chỉ vì họ giàu có. Singapore có xu hướng tự hỏi tại sao nhiều nước láng giềng không thích họ. Về mặt địa lý, Singapore rất nhỏ, đến mức bạn khó có thể nhìn thấy nó trên bản đồ. Vì thế đối với một số người, họ không coi Singapore là một đất nước thực sự, mà giống như một tập đoàn các công ty đội lốt một quốc gia, xoay quanh một thành phố duy nhất. Góc nhìn từ người Indonesia. Hãy tưởng tượng, Indonesia là một sinh viên theo học tại trường Đại học Đông Nam Á. Indonesia thấy Malaysia dạo quanh khuôn viên trường. Lại là gã đó, Indonesia lầm bầm. Malaysia đã nhìn thấy anh ta. Indonesia vẫy tay, với một nụ cười gượng gạo. Malaysia cũng làm như vậy. Sau đó, Malaysia tiếp tục bước đi, cách xa khỏi Indonesia. Họ từng rất thân thiết khi còn học tiểu học, nhưng rồi có chuyện xảy ra khi tốt nghiệp. Malaysia học trường trung học của Anh Quốc, trong khi Indonesia học trường Hà Lan. Sau đó, có thể nói rằng họ không còn là bạn thân nữa. Nhưng mỗi đứa vẫn thầm thích nhớ lại những ngày xưa thân thiết. Có lẽ lịch sử này đã làm cho sự cạnh tranh hiện tại của họ trở nên cay đắng hơn nhiều. Ngay phía sau Malaysia, Indonesia trông thấy Singapore ngồi một mình với chiếc MacBook đời mới, bóng bẩy và cấu hình cực mạnh. Đứa trẻ đó đang làm gì vậy? Indonesia tự nhủ. À, tôi cá là Singapore sẽ không bao giờ để tôi tham gia công ty khởi nghiệp của anh ta. Singapore là một đứa trẻ giàu có. Lập công ty khởi nghiệp của riêng mình. Anh ta luôn làm việc và làm việc. Anh ta rất cứng rắn, siêng năng và là một người ưa sạch sẽ. Nhưng ít nhất, Singapore luôn cho chúng tôi chơi game tại phòng ký túc xá của anh ấy. Indonesia vẫy tay với Singapore. Singapore chỉ khẽ nhìn lên rồi tiếp tục công việc của mình. Ngồi không xa Singapore, Indonesia nhìn thấy Brunei. Indonesia thầm nghĩ. Hãy nhìn chiếc kính râm gọng vàng lạ mắt kìa. Bố của đứa trẻ đó rất giàu có. Bỗng Indonesia thấy Brunei đang đi về phía mình. Oh no, Brunei đã nhìn thấy tôi. Tôi cá là bây giờ anh ta muốn giao giảng gì đó. Đứa con trai hư hỏng của một quốc vương sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Tốt hơn là tôi nên chuồn khỏi đây. Nói rồi, Indonesia lập tức quay lưng. Indonesia đi vào căng tin của trường. Anh nghe thấy những tiếng động lớn. Một đám đông đang cổ vũ cho một đứa nhóc nhảy theo điệu nhạc beatbox. Thì ra là Thái Lan, một kẻ khoái tiệc tùng. Đứa trẻ đó sẽ không bao giờ dừng lại. Indonesia muốn hòa mình vào đám đông, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Thái Lan quá lâu. Indonesia cảm thấy thằng nhóc đó thầm ghét mình. Đứng cạnh đám đông cổ vũ, Indonesia chứng kiến Việt Nam xem hết màn trình diễn huyên áo. Tôi biết, đó là đứa trẻ trong ban nhạc mới. Tôi không hiểu âm nhạc của anh ta, nhưng anh ta rất tuyệt, Indonesia tự nhủ. Indonesia cũng có một ban nhạc, nhưng vẫn thầm mong ban nhạc ngôi sao đang lên của Việt Nam sẽ không nổi tiếng như của mình. Đặc biệt là dưới góc nhìn của những đứa trẻ Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, những đứa có quan hệ với các hãng thu âm. Bên cạnh Việt Nam, Indonesia nhìn thấy trai đẹp Philippines. Anh ta được biết đến trong trường là một người mẫu ảnh, với hàng nghìn người theo dõi trên Instagram. Nhưng Indonesia thực sự không muốn trở thành người như Philippines.
Indonesia nghe tin đồn rằng điểm số của Philippines đang sa sút và rằng anh ấy có vấn đề ở nhà. Những đứa trẻ khác nói rằng nó bị bố mẹ ngược đãi. Indonesia gật đầu với Philippines, Việt Nam và Thái Lan khi họ vừa kết thúc điệu nhảy của mình. Ở một góc căng tin, Indonesia thấy mấy đứa Lào và Campuchia đang ngồi chung một bàn. Họ đang cố gắng rất nhiều để được chấp nhận, nhưng những người bạn thân của họ, Thái Lan và Việt Nam, dường như không thích họ lắm. Indonesia chỉ nghe nói rằng những người này đã từng chơi thân ở trường tiểu học, cũng giống như anh ấy và Malaysia. Indonesia nghĩ, có lẽ họ có một lịch sử giống như mình và Malaysia. Ngay khi chuẩn bị rời khỏi căng tin, Indonesia đã nhìn thấy Myanmar đứng một mình đáng sợ ở góc phòng. Chắc chắn có gì đó không ổn với đứa trẻ mới này, Indonesia thầm nghĩ. Indonesia tiếp tục cuộc dạo chơi của mình, rồi đột nhiên có một người va phải anh. Đó là Đông Timor. Này coi chừng, Đông Timor quát. Anh có vấn đề gì vậy anh bạn? Indonesia hỏi. Mày biết vấn đề của tao là gì mà? Đông Timor chế nhạo rồi bỏ đi. Indonesia cũng đi tiếp, không ngoái đầu lại. Chuông vào lớp vang lên, cả bọn bước vào phòng học. Rốt cuộc, họ đều là sinh viên của cùng một trường đại học. Mỗi đứa là duy nhất, mỗi đứa dường như có mối quan hệ với một đứa trẻ cụ thể khác. Nhưng ít nhất bây giờ chúng đang học cùng nhau, chỉ có một vài xích mích nhỏ. Ai biết được tương lai sẽ ra sao đối với những đứa trẻ này?